Chương thứ 10. Cứu trợ nạn nhân chiến cuộc, toàn đạo cầu nguyện hòa bình. Khi chiến sự miền Nam đến hồi quyết liệt, Hội Thánh chỉ thị số 52 trên MCPS trên VT trên LV ngày 5 tháng 4 Nhâm Tý 1972 thông báo cho Khâm Thành, Khâm Trấn, Khâm Châu đầu phận và đầu tộc đạo. Để làm tròn sứ mạng thiêng liêng của một chức sắc thay mặt Hội Thánh nơi địa phương, giữa tình hình chiến cuộc hiện nay, quý hiền cần ý thức phận sự mình để hoàn thành nhiệm vụ. Nếu gặp chiến cuộc gây ảnh hưởng đến tánh mạng và tài sản đồng bào cũng như đồng đạo, chức sắc cầm quyền phải vận dụng mọi khả năng dìu dẫn đàn em trong cơn khói lửa, phải chung chịu khổ đau cùng bổn đạo. Thông tin 55 trang 5. Cứu trợ nạn nhân chiến cuộc, cứu trợ các phận đạo. Vào đêm 24 tháng 12 Nhâm Tý dương lịch 27 tháng 1 1973, chiến tranh xảy ra khốc liệt thuộc vùng ngoại ô Châu Thành Thánh Địa, kéo dài đến chiều ngày 30 mới lắng dịu. Hàng ngàn đạo hữu đổ xô vào nội ô tòa thánh để tránh những trận mưa bom ác liệt. Họ phải lấy mái hiên, bóng cây vì các dinh thự chật ních làm nơi trú ẩn, bởi lẽ họ tin tưởng nơi Đức Kitô sẽ che chở cho họ. Sự thiệt hại thật vô cùng thảm thiết. Phận đạo đệ ngũ, nhà cháy 240 cái, hư 172, 21 người chết, 11 người bị thương. Phận đạo đệ lục, nhà cháy 151, nhà hư 250, 10 người chết, 9 người bị thương. Phận đạo đệ bát, nhà cháy 9 cái. Phận đạo đệ cửu, nhà cháy 300, hư 210 người chết. Phận đạo thập nhất, nhà cháy 96, nhà hư 127. Phận đạo thập nhị, nhà cháy 13, hư 42. Phận đạo thập tứ, nhà cháy 122, hư 242, 7 người chết, 5 người bị thương. Phận đạo thập ngũ, nhà cháy 200, hư 150. Phận đạo thập lục, nhà cháy 2, hư 2. Tổng cộng 1.133 nhà cháy, 1.185 nhà hư, 39 người chết và 25 người bị thương. Hội Thánh tức tốc đem chăn mùng, gạo, thức ăn cứu trợ đồng đạo. Đến ngày 28 tháng 12 Quý Sửu, Hội Thánh đến cứu trợ 40 gia đình gồm 35 gia đình Tà Mung và 5 gia đình người Kinh. Phái đoàn do Ngài Thượng Đầu Sư phát tiền và phẩm vật sau hậu điện thánh thất đệ nhập nhị gồm 41.750.000 đồng, 108 ký gạo, 80 hộp cá mòi, 80 gói quần áo cũ. Ngài Thượng Đầu Sư để lời an ủi các gia đình nạn nhân chiến cuộc. Hội Thánh được tin buồn là cuộc chiến xảy ra nơi ngoại ô khiến cho đồng bào bổn đạo lâm nạn tiêu tan tài sản và bao sanh mạng. Hội Thánh lấy làm đau đớn nên cử phái đoàn đến đây viếng thăm và an ủi các nạn nhân kém phần may mắn trước ngày xuân Giáp Dần. Thông tin 92 trang 27. Hội Thánh cứu trợ đồng bào Suối Đá, Phước Tân, Ninh Điền. Ngày 21 tháng 7 Giáp Dần dương lịch 7 tháng 9 1974, phái đoàn Hội Thánh đến Suối Đá để viếng an cứu trợ đồng bào nạn nhân chiến cuộc. Tổng số quà gồm 1.000 ký gạo, 150 ký muối, 880 hộp thực phẩm, 880 cục xà bông, 220 túi vải trắng, khăn tắm 50 cái và một số quần áo cũ cho người Tần, Tà Mung. Ngày 4 tháng 8 Giáp Dần dương lịch 19 tháng 9 1974, phái đoàn Hội Thánh do Ngài Khai Đạo hướng dẫn đến hậu điện Thánh Thất Trí Bình, cứu trợ cho đồng bào chiến cuộc tại xã Phước Tân, Ninh Điền. Ngài Khai Đạo dỗ về an ủi đồng đạo và đồng bào và cho sinh viên Đại học Cao Đài phân phát 1.000 ký gạo trắng, 325 lít nước tương, 384 hộp thực phẩm, 660 cục xà bông.
cứu trợ đồng bào đồng đạo Chà Là, Trường Lưu. Khắp châu thành thánh địa, chiến cuộc lan rộng và kéo dài nhiều ngày, từ 9 đến ngày 11 tháng 12 1974. Sự thiệt hại về vật chất và sinh mạng như sau: Phận đạo Đệ Lục 1 bị thương 2 nhà cháy, Phận đạo Đệ Thất 6 bị thương 2 tử thương, Phận đạo Đệ Nhị 1 bị thương 1 tử thương 5 nhà hư, Phận đạo Thập Nhị 3 bị thương 2 tử thương 80 nhà hư, Phận đạo Thập Lục 18 bị thương 5 tử thương 6 nhà cháy. Trong lúc xảy ra chiến cuộc, đồng bào và đồng đạo tản cư về cư ngụ ở các thánh thất địa phương. Hội thánh kêu gọi lòng từ tâm của bổn đạo giúp đỡ các gia đình nạn nhân chiến cuộc để hội thánh phát quà cho đồng bào. Trại tạm cư dùng chợ Long Hoa. Ngày mùng 1 tháng 2 Ất Mão dương lịch 13 tháng 3 1975, hội thánh quyết định lập trại tạm cư đồng bào chiến nạn tại sân vận động Long Hoa. Các đồng bào, đồng đạo tản cư đến đây đều ở xa như Bến Cầu, Bến Mương, Cẩm Giang, Trường Đức, Trường Phú. Các trại tạm cư được phân bố như sau: Trường Cộng đồng Long Hoa 1.632 gia đình gồm 10.780 người, Trường Trung học Phú Khương 276 gia đình gồm 2.516 người, Sân vận động Long Hoa 510 gia đình gồm 3.702 người, chợ Long Hải 100 gia đình gồm 1.000 người. Hội thánh kêu gọi đồng đạo thuộc 7 phần đạo không bị chiến cuộc, kẻ công người của, tận tâm giúp đỡ những người tản cư trong cơn khốn khó. Từ ngày 17 đến 20 tháng 2 Ất Mão, y viện hành chánh của đạo phối hợp với các y bác sĩ hiền tài ban thế đạo đã đến khám bệnh và phát thuốc cho nạn nhân chiến cuộc ở 4 địa điểm: sân vận động Long Hoa, đại lộ Chánh Môn, trường cộng đồng Long Hoa và trường trung học Phú Khương. Số nạn nhân chiến cuộc gần 30.000 người, chưa kể các nơi khác trong tỉnh có thêm 20.000 người nữa. Tại 4 địa điểm trên đây, phái đoàn đã khám bệnh và phát thuốc cho 2.385 người và tiêm ngừa dịch cho 1.320 người, số tiền thuốc lên tới 1 triệu bạc theo thời giá. Nạn nhân chiến cuộc trong tỉnh Tây Ninh nói chung nhẹ hơn các nơi khác, đó là nhờ sự che chở của ơn trên. Toàn đạo cầu nguyện hòa bình. Hội thánh thông tri toàn đạo cầu nguyện hòa bình. Thông tri số 2 trên NCPS trên TT ngày 2 tháng 12 Giáp Dần dương lịch 13 tháng 1 1975, Hội thánh Tòa Thánh Tây Ninh gửi cho toàn đạo đại ý như sau: Nghĩ gì đất nước Việt Nam trải qua 30 năm chiến tranh tan tóc, nhân sanh chết chóc khổ đau quá nhiều mà hôm nay vẫn còn tiếp diễn ngày càng ác liệt. Hội thánh ra thông tri ban hành cho toàn đạo từ trung ương đến địa phương trên toàn quốc hàng đêm phải trì tụng Di Lặc Chân Kinh để trọn tâm cầu nguyện và trụ cả đức tin thành kính dâng lên Đức Đại Từ Phụ, Đại Từ Mẫu và các đấng thiêng liêng cầu xin từ bi ân xá cho dân tộc Việt Nam tránh khỏi nạn lửa binh, chiến tranh sớm chấm dứt để nhân sanh thanh bình, an cư, lạc nghiệp. Tại tòa thánh, mỗi đêm sau khi cúng thời dậu tại đền thánh hoặc đền thờ Phật Mẫu, các chức sắc chức việc tụng Di Lặc Chân Kinh để cầu nguyện từ đây cho đến ngày rằm tháng giêng Ất Mão thì dứt. Ở địa phương tụng kinh cầu nguyện tại thánh thất hoặc điện thờ Phật Mẫu. Chư bổn đạo ở xa đền thánh, thánh thất hoặc điện thờ Phật Mẫu thì tụng nguyện tại tư gia. Sự cầu nguyện thiết tha và chân thành của toàn đạo sẽ quán cải được tai ách khổ nạn cho dân tộc Việt Nam. Đây là phong trào cầu nguyện hòa bình lớn nhất từ trước đến nay, từ trung ương tới địa phương, từ thành thị đến nông thôn, nơi nào có thiên bàn thờ thiên nhãn,
là nơi đó có tiếng chuông mõ trì kinh Di Lặc và kinh Cứu Khổ. Lời kêu gọi hòa bình Việt Nam trong lúc chiến tranh ngày càng ác liệt, tốn hao nhiều sinh mạng cả đôi bên lâm chiến, đứng trên bình diện tôn giáo, hội thánh cao đài ban hành lời kêu gọi hòa bình, gửi đến chính phủ hai miền, tổng thư ký Liên Hợp Quốc, chủ tịch Ủy ban kiểm soát quốc tế đình chiến tại Việt Nam và các quốc gia trong Liên Hiệp Quốc. Thông điệp ban hành ngày 4 tháng 2 Giáp Dần dương lịch 15 tháng 1 1975 có đoạn viết: nghĩ gì Hiệp định Paris ngày 27 tháng 1 1973 quy định cuộc đình chiến ở Việt Nam đã quá đau khổ vì nạn chiến tranh, nay mong được thấy hòa bình lập lại. Trước cảnh đau thương tan tóc của dân lành, hội thánh và toàn thể tín hữu cao đài luôn luôn giữ vững tôn chỉ cộng yêu hòa ái của một nền tôn giáo đại đồng và trung thành với đường lối hòa bình chung sống của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc, chủ trương hòa giải dân tộc, nên thiết tha kêu gọi quý vị lãnh tụ các bên lâm chiến: một, xin mở lòng thương xót đồng bào ruột thịt của chúng ta sớm ngồi lại tự giải quyết vấn đề nội bộ giữa người Việt với nhau trong tình huynh đệ tương thân tương ái, tương nhượng hầu chấm dứt chiến tranh tàn khốc. 2. Xin lưu tâm đến tổ đình Tòa Thánh Tây Ninh và cả vùng thánh địa gồm 19 phận đạo là nơi tôn nghiêm sùng bái của toàn thể tín hữu cao đài và cũng là nơi gần nửa triệu dân lành chỉ biết tu hiền, sống đông đúc nơi đây được đôi bên đặt ngoài dòng chiến để tránh kích động đến lòng tín ngưỡng của mấy triệu tín đồ trong toàn quốc. Hội thánh chúng tôi cũng thiết tha kêu gọi các cường quốc và tất cả hội viên Liên Hợp Quốc và toàn thể nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới chứng nhận và ủng hộ lời kêu gọi này. Thông tin Xuân, trang 9, 10. Ngài Bảo Thế Uy Thiên. Vào lúc 6 giờ 30 sáng ngày 17 tháng 3 Ất Mão dương lịch 28 tháng 4 1975, Ngài Bảo Thế Lê Thiện Phước Quy Thiên, thọ 81 tuổi. Chiều cùng ngày, hội thánh cử hành lễ nhập mạch theo nghi lễ đạo. Thánh hài được an vị trong liên đài và được hoàn tại văn phòng Bảo Thế trong khuôn viên Hiệp Thiên Đài. Sau giờ dậu, hội thánh thiết đàn cầu cơ tại cung đạo đền thánh, Đức Hộ Pháp giáng cơ cho bài thài cúng lễ tế điện. Đức Hộ Pháp cho phép lấy bài thi mà cách đây 15 năm 1960, Đức Ngài đã tặng Ngài Bảo Thế trong lúc chấp chưởng quyền hành, bài thài như vậy: Bảo trọng dạng linh hiệp chí linh, thế nguy chuyển loạn lập hòa bình, cứu đời mở đạo kinh luân sẵn, nước Việt trông chờ sách cứu tinh. Sau đó, hội thánh cử hành lễ thành phục phát tang cho các đồng đạo và lần lượt bái lễ ngài. Nơi liên đài, hai vị bảo thể đứng hầu hương án. Trước hai vị hiền tài, sau hai vị luật sự đứng hầu liên đài. Ngày 30 tháng 4 1975, hội thánh cung nghinh liên đài của Ngài Bảo Thế đến báo ân từ, ba hồi chuông vang rền nghinh đón liên đài trên lầu chuông của đền thờ Phật Mẫu. Đến 20 giờ cùng ngày, hội thánh cử hành lễ tế điện. Các cơ sở đạo nội ô, các phận đạo nơi châu thành thánh địa dâng các mâm tế lễ phẩm, lễ tế điện và an táng của Ngài Cố Bảo Thế được tổ chức theo nghi lễ đạo dành cho phẩm thời quân Hiệp Thiên Đài. Lúc 8 giờ ngày 1 tháng 5 1975, hội thánh đưa liên đài kỵ Long Mã đến đền thánh, đứng trên cao nhìn xuống, một rừng người chích khăn tang chậm chậm âm thầm tiễn đưa liên đài. Từ Lôi Âm Cổ Đài và Bạch Ngọc Trung Đài, ba hồi chuông trống đổ dồn, liên đài được đưa vào an vị nơi cấp bậc Hiệp Thiên Đài trong đền thánh,
toàn thể chức sắc đồng đạo hướng vào Bát Quái Đài cầu nguyện Đức Chí Tôn ban hồng ân cho ngài bảo thế. Tổng tắc giai đoạn lịch sử 1971-1975 nằm gọn trong thời ngài hiến pháp chưởng quản Hiệp Thiên Đài. Ngài là người có cá tính mãnh liệt mà đôn hậu quyết theo đuổi bước đường còn lại của Đức Phạm Hộ Pháp, ngay cả chính sách hòa bình chung sống. Tuy năm 1956, ngài có lần bị bắt buộc không nhận làm đại diện cho chính sách này. Trong thời chưởng quản Hiệp Thiên Đài, thật sự là nắm quyền hành cả các cơ quan hành chánh đạo, vì những thánh lệnh, đạo lệnh chỉ đạo, ngài cho tiếp tục xây dựng thánh thất điện thờ ở Châu Thành Thánh Địa và khắp các tỉnh. Về giáo hội, ngài cầu xin các đấng cho ân phong lẫn hàm phong nhiều gấp đôi thời trước. Một điểm đặc biệt từ khai đạo đến đây, lần đầu tiên có đủ ba đầu sư cùng làm việc với nhau và các hiền tài chung vai gánh vác việc đạo. Ngài làm theo ước vọng của Đức Hộ Pháp chọn nhân tài xây dựng viện đại học Cao Đài. Trong thời làm trưởng ban đạo sử, ngài chỉ đạo cho hiền tài Trần Văn Rạng viết bộ Đại Đạo Sử Cương lưu truyền vạn đại, có mặt trong các thư viện thế giới. Trong 12 vị tông đồ đầu tiên của Đức Cao Đài thì có 6 vị cầm viện mối đạo, mà ngài là vị thứ 6, ám chỉ lục tự Cao Đài, Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Đến đây, 12 môn đồ Đức Chí Tôn điểm đạo đã quy thiên, nên thời chính thống của đạo Cao Đài cũng chấm dứt. Tóm lại, đạo Cao Đài xuất hiện 1926 như một cuộc cách mạng xã hội nhằm xóa bỏ thang giá trị tư tưởng cũ nam nữ bình quyền. Thế nên mọi giáo điều cũ đều không còn hoàn toàn phù hợp, mọi cách suy nghĩ xưa đều không thể cung cấp cho các tín hữu Cao Đài cái chìa khóa vạn năng để đạo lưu truyền tới thất ức niên, nếu ta không có kiến thức bao dung thích hợp theo lời dạy của Đức Cao Đài, thì văn hóa Cao Đài khó đáp ứng được những đòi hỏi của nhân loại. Từ đó, ta sẽ tuột hậu trong việc phổ độ chúng sanh và không làm tròn sứ mạng tạo lập một thế giới đại đồng. Tổng kết 50 năm lịch sử đạo Cao Đài, giai đoạn 1925 đến 1975. Ngay từ ngày khai đạo năm 1926, nhiều người đã đến tòa thánh tìm hiểu nền đạo mới. Khách có nhiều khuynh hướng khác nhau, do hiếu kỳ ngoạn cảnh, do nhiệm vụ an ninh, các nhà báo, các thân hữu, tín đồ. Chúng tôi liệt kê chung tạm coi là tổng kết những nét chính mà nền đạo mới đã tác động đến nhân quần xã hội. Đại để phân làm 4 giai đoạn. Giai đoạn đầu, từ 1925 đến 1941, giai đoạn thứ nhì, 1941-1946, giai đoạn thứ ba, 1946-1955, và giai đoạn cuối, từ 1955 đến 1975. Nói về giai đoạn từ năm 1925 đến 1941. Ngay buổi đầu, mấy ông xây bàn cầu cơ đã bị mật thám Pháp theo dõi ráo riết. Dưới sự điều khiển của ngài giám đốc sở mật thám đã kết thúc và in thành tập sách. Cuốn này có lấy tài liệu trong tập Lơ Cao Đài, báo cáo của Thanh tra Chính trị và Cai trị Nam Kỳ ấn hành năm 1933 do La Loret và Vinh Mông viết. Vinh Mông là chủ tịch Tây Ninh thời đó. Trong tờ Sài Gòn Đi Mang Sơ ra ngày 16 tháng 10 1932 viết một cách đứng đắn rằng sự truyền bá đạo ấy đã thi hành trong những điều kiện tốt nên đã thu được kết quả mỹ mãn. Chính vì đó mà ngay tại nước Pháp đã có sự sùng bái đạo này nơi những người trí thức ưu tú.
sự sùng kính nhiệt thành trên mọi lãnh vực tác động vào những người có cảm tình ban sơ với nền đạo mới. Bà Tốc Gia, luật sư ở Paris, đã lập một buổi diễn thuyết làm sáng tỏ chân lý đạo Cao Đài. Những nhân vật cũng khá nhiệt tâm, có thể kể ông Charles Bergeon và ông Abadis Lestat đã hoàn toàn ngưỡng mộ nền đạo mới ấy. Người thứ nhất đáng được nhắc đến vì đã bắt đầu ăn chay trường như mọi tín đồ Cao Đài. Những cách tuyên truyền, những bài báo, những buổi diễn thuyết, những người điều khiển không kể đến có bao nhiêu dự định thiết lập một thánh thất Cao Đài để hoạt động cùng với số đạo hữu ở châu Âu. Lại nữa, theo một chương trình đã soạn kỹ, các nhà truyền giáo đạo Cao Đài sẽ mở rộng chu kỳ của họ ra khắp thế giới. Sau nước Pháp đến nước Đức đã tiếp đón đạo Cao Đài một cách nồng nhiệt. Giáo hội Gnostic rất nhiều ở Đức đã hoan hỷ hợp tác với đạo Cao Đài vì các giáo hội đó quan niệm rằng đạo Cao Đài có nêu lên một nền luân lý khá cao mà mục đích không khác họ mấy là làm mọi việc để xoa dịu nỗi thống khổ của loài người bằng đường đại đồng tổng thể. Đó là công thức đến đúng lúc, trong khi nhiều nước đang mệt nhọc vì hềm thù với nhau từ lâu mà chỉ muốn nói chuyện bằng súng đạn. Tóm lại, tôn chỉ đạo Cao Đài rất đáng được tìm hiểu suy nghiệm cho kỹ lưỡng trước khi trừng phạt do những định kiến quá giản đơn mà người ta gán ghép cho đạo Cao Đài. Xin nói cho rõ, bà Tốc Gia, trạng sư tòa án Paris, đã tổ chức một buổi diễn thuyết tại Hội Thông Thiên Học Pháp về tôn chỉ linh thiêng của đạo Cao Đài trước nhiều người hâm mộ. Một nhật lịnh có ghi trong tập san tháng 5 của Session cũng đã diễn thuyết tại Hội Nhân quyền và Dân quyền tự do tín ngưỡng ở các nước Đông Dương. Còn ông Bê Văn, vốn là cựu khâm sứ ở Campuchia, và ông Lê Trắc là công chức Pháp ở Nam Phần thọ phong giáo hữu, hai ông đều ăn chay trường như hàng giáo phẩm ngay sau khi nhập môn. Báo La Presse Indochinoise ra ngày 23 tháng 10, 1932 đã đề cao đạo Cao Đài như sau. Báo Revue Cao Đài đã ấn hành tới số 19, ta thấy trong đó rất nhiều điều hữu ích. Với sự nhẹ nhàng, đạo Cao Đài đã hình thành đạo lý bằng sự hợp nhất các giáo thuyết Phật giáo, Cơ Đốc giáo, Kitô giáo, Hồi giáo và rất gần gũi với thần linh học. Tất cả các sự kiện đó đáng được cảm tình mà không vụng về chút nào. Thật vậy, đạo Cao Đài chắc chắn thành công trong khu vực Anglo-Saxon, cả những khu vực Hồi giáo, dân dân và đạo Cao Đài từ từ đi tới. Rồi đây họ sẽ đến Paris để xây dựng một thánh thất Cao Đài. Báo Đông Dương nhiệt tình cổ võ cho đạo Cao Đài, và tờ La Libre Opinion ở đất Pháp cũng đề cao đạo mới trong số ra ngày 8 tháng 11, 1931 như sau. Trong thời điểm mà toàn thế giới lan tràn một làn sóng hận thù mà hai dân tộc sắp sửa sâu xé nhau, thì ở chân trời xa kia, ai biết đạo Cao Đài ra đời đúng lúc. Báo Progrès ra ngày 19 tháng 12, 1931 thừa nhận chủ nghĩa cao thượng của đạo Cao Đài, bảo báo ấy viết: ta có thể nhạo báng những bài cơ bút mà các nhà giáo lãnh của đạo ấy nhận được cho là của bà Rin, Ac, Descartes, Newton, Jésus, Chateaubriand, Victor Hugo, Đức Cao Đài. Nhưng ta không thể chối rằng họ đã làm sống lại cái quyền tối thiêng liêng của tất cả mọi người với những tư tưởng rất quảng đại, không những vô hại mà rất nhân từ. Họ tạo cho dân Đông Dương một hấp lực mạnh mẽ. Bởi lẽ,
họ đã tập hợp ở Nam Kỳ trong 5 năm qua hơn 1 triệu tín đồ trên 3 triệu, tức gần một nửa dân cư. Một biến cố quan trọng nhất trong việc phổ độ, nhà báo nổi tiếng của Pháp là ông Gabriel Gonfron nhận thiên vị tiếp dẫn đạo nhân của Tòa Thánh Tây Ninh năm 1933 để truyền đạo. Trong các hội nghị quốc tế về tôn giáo, ông đã cực lực bênh vực lý tưởng và giáo lý đạo Cao Đài. Năm 1949, ông cho in quyển lịch sử đạo Cao Đài đầu tiên, Histoire et Philosophie du Cao Đài Mi, do nhà xuất bản Đẹp Vi ở Paris ấn hành. Quyển sách này chứa đựng nhiều tài liệu buổi đầu đáng tin cậy, nhất là việc ông ghi lại các phiên họp của thần linh học quốc tế. Ta lần lượt trích dẫn dưới đây. Hội nghị thần linh học quốc tế tại Barcelona năm 1934, phong trào Cao Đài theo đề nghị của ông Gabriel Gonfron tiếp dẫn đạo nhân của đạo Cao Đài tại Pháp, hay Phật giáo chứng hưng, hay thần linh học Việt Nam. Hội nghị thần linh học quốc tế họp lần thứ 5 tại Barcelona từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 9 năm 1934, trân trọng yêu cầu chính phủ Pháp căn cứ vào những lời hứa long trọng vào tháng 3 1933 tại Quốc hội Pháp do Chủ tịch Sacro, đương kim Bộ trưởng thuộc địa, thiết lập cho đạo Cao Đài một quy chế rộng rãi như những người Việt Nam theo đạo Thiên Chúa đã được thừa hưởng, hay như những tín đồ giáo phái đạo Phật trong toàn Liên bang Đông Dương. Hội nghị tôn giáo quốc tế tại Luân Đôn 1936. Tại hội tôn giáo quốc tế họp ở Luân Đôn vừa qua, dưới sự chủ tọa của Sri Frank Jokon Spang, có ông Gabriel Gopron tiếp dẫn đạo nhân của đạo Cao Đài ở Pháp, đại diện Tòa Thánh Tây Ninh đến dự. Đạo Cao Đài được nhìn nhận là một đạo khoan dung nhất thế giới, trước mặt rất đông hội viên gồm tất cả đại diện của các tôn giáo lớn trên thế giới và ký giả các báo quốc tế, vị đại diện Cao Đài đã tuyên bố: đạo Cao Đài chính là một sự kinh nghiệm của sự hòa đồng các chủng tộc, và chính sự hòa đồng đó mà quý vị tụ hội nơi đây. Đạo Cao Đài chính thật là một kinh nghiệm sống của sự quy nguyên và sự thống nhất các tôn giáo. Nhiều tràng pháo tay hoan nghênh vang dậy trong phòng họp. Hội nghị thần linh học quốc tế ở Anh Quốc năm 1937. Theo sự thỉnh cầu của ông Gabriel Gopon, tiếp dẫn đạo nhân của đạo Cao Đài hay thần linh học Việt Nam tại Pháp, Hội thần linh học quốc tế lần thứ 6 họp từ 3 đến 10 tháng 9 1937, tiếp theo hội nghị lần thứ 5 ở Barcelona đã chuyển lời thỉnh cầu thần linh học Việt Nam phải được hưởng trong toàn Đông Dương về tự do tư tưởng cũng như tín ngưỡng mà người Việt theo Thiên Chúa giáo hay đạo Tin Lành đã được hưởng, dù họ là dân Pháp tịch, dân bảo hộ, dân lai hay dân ngoại quốc. Lời thỉnh cầu của hội nghị Barcelona đã mở ra một thời đại tự do cho toàn thể đạo Cao Đài. Lời thỉnh cầu này đã thảo luận trong bàn hội nghị triết học của đại hội và trong buổi meeting đã được dân chúng hoan nghênh ngày 14 tháng 11 1937. Trong hội nghị thần linh học họp tại Thụy Sĩ vào năm 1948, ông Henri Renon, phó chủ tịch ủy ban quốc tế của hội, có đem cuốn sách viết về đạo Cao Đài của ông Frère Gango trình bày giữa hội nghị và nói: không một hội viên nào ở đây biết về đạo Cao Đài, tất cả phải tìm hiểu đạo Cao Đài vì lý tưởng quý nhất dung hòa các tôn giáo, có thể đem lại hòa bình tại thế gian này. Đó là mục đích chúng ta đang theo đuổi. Nhờ đó mà hội nghị ủy nhiệm ông Jonon tìm cách liên lạc với đạo Cao Đài để yêu cầu gia nhập hội thần linh học. Sau đó không lâu, Tòa Thánh Tây Ninh cử ông làm đại diện Cao Đài giáo để tham dự các hội nghị do hội thần linh học tổ chức.
ông Henry Renault, vice president. Trong hội nghị thần linh học quốc tế, tập kỷ yếu có đủ hình ảnh chính yếu về đạo cao đài. Sau mỗi hội nghị, ông đều báo cáo về Tòa Thánh Tây Ninh. Chính vì những sự phát triển ra nước ngoài mà nhà cầm quyền Pháp cảnh báo các giới chức coi chừng một Jerusalem mới trỗi dậy. Dù gặp khó khăn, những người Pháp hiến thân lo đạo như giáo sư La Tát và dạy học như Sacher Vanoni vẫn ở lại Tòa Thánh. Tờ Midi Colonial ra ngày 1 tháng 7 1931 nói đến sự gian lận rộng lớn, một mối nguy cơ thật sự cho sự trị an ở Đông Dương. Ông Agne O'Tray, nghị viện Nam Kỳ thoạt đầu rất chống đối đạo cao đài, đã viết ngày 18 tháng 7 1932 như sau: "Không ưa gì đạo cao đài, tôi đã nghi ngờ và đố kỵ họ. Thật sự, tôi đã tin chính phủ kiểm soát gắt gao họ bằng đủ mọi cách, nhưng đến nay tôi có thể nói rằng những tài liệu mà tôi buộc đại đạo đều không đúng. Nếu không nói là sai lạc thì cũng đã nói quá đáng cho họ. Đó là điều làm tôi có thái độ khoan dung để đạo cao đài tự do tín ngưỡng." Những điều trích trong bài Lơ Cao Đài in trong sách số 6 tháng 11 1960 trang 6. Ông Melion là giám đốc Hạ viện Pháp việt giáo sư trường quốc gia sinh ngữ Đông Dương. Đây là giai đoạn phát sinh hình thành và xây dựng cơ sở đạo tại Tòa Thánh Tây Ninh và các tỉnh. Trong giai đoạn này có ba sự kiện nổi bật. Thứ nhất, tờ khai tịch đạo với nhà cầm quyền Pháp của Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung. Không phải Đức Ngài thì không ai dám ngang nhiên đưa đơn rồi mở ngày khai đạo nơi Gò Kén. Thứ hai, việc thành lập Tân Luật và Pháp Chánh Truyền, tức Hội Thánh Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng Đài, đặt nền tảng vững chắc cho nền đạo. Thứ ba là việc xây cất Tòa Thánh do Đức Phạm Hộ Pháp trông coi cơ bản đã hoàn thành. Giai đoạn 1941 đến 1946, Thế chiến thứ hai đến hồi quyết liệt, Pháp diện cớ du dơ, trên nóc Hiệp Thiên Đài của Đền Thánh có tạc chữ dạng, chứng tỏ đạo cao đài có liên hệ với Đức Quốc xã. Do đó, nhà đương cuộc Pháp vào Tòa Thánh bắt Đức Phạm Hộ Pháp và năm vị chức sắc cao cấp đài sang Madagascar, rồi cho quân đội vào chiếm đóng Tòa Thánh, chỉ có một mình để sanh sường vào cúng tứ thời mà thôi. Thật ra, hình tượng chữ dạng đâu làm người Pháp nhầm lẫn như vậy. Hình tượng dạng không phải là chữ Hán, có nghĩa là 10.000, mà là một biểu tượng của Ấn Độ cổ thời Bà La Môn có nhiều tôn giáo đã sử dụng. Khi đạo Phật xuất hiện, họ gọi là dạng, còn đời Đường, thời Võ Tắc Thiên đọc là Nhật, nghĩa là mặt trời. Đạo cao đài tôn thờ chữ Nhật đó, nhưng đồng đạo quen gọi là chữ dạng. Theo học Phật Quần Nghi, nhà xuất bản Đông Sương Đài Loan 1987, thờ chữ dạng là cầu mong Thánh Vương giáng thế. Đạo cao đài chỉ Đức Di Lặc chuyển luân cai trị thế giới. Tác giả Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm viết rõ thêm: gần đây thỉnh thoảng có sự tranh luận về chữ dạng ngoặt sang phải hay ngoặt sang trái, vì trong những năm 40 của thế kỷ 20, Hitler châu Âu cũng dùng chữ dạng để làm phù hiệu cho chủ nghĩa Đức Quốc xã. Có người nói Hitler dùng chữ dạng ngoặt bên trái, Phật giáo dùng chữ dạng ngoặt bên phải. Chính vì sự hiểu lầm đó mà Tòa Thánh Tây Ninh bị quân đội Pháp chiếm đóng trong suốt 5 năm 1941 đến 1945. Giai đoạn từ năm 1946 đến 1955, đây là giai đoạn vàng son thanh bình thịnh trị của nền đạo dưới sự lãnh đạo tài hoa và khéo léo của Đức Phạm Hộ Pháp. Từ một cơ đạo rã rời tan tác, Đức Ngài đã tái tập hợp,
rồi hồi sinh và phát triển vượt bậc, tạo niềm cảm mến sâu xa trong lòng tín hữu. Giai đoạn này, người Trung Hoa đến lập nghiệp tại Thánh Địa Cao Đài rất đông, đứng đầu là Phố Sư Thái Khị Thanh, tức Lâm Tài Khị. Chính ông là người giữ vững tòa thánh khi quân Viễn Chinh Pháp trở lại Đông Dương 1941-1945. Ông đã thừa lệnh hội thánh xây cất văn phòng Đường Nhơn. Tướng Lữ Binh Mã Nguyên Lương rời Trung Hoa lục địa, đến sống tại Chợ Lớn, nhưng sau khi hiểu được lý tưởng đại đồng của đạo Cao Đài không kỳ thị chủng tộc, không phân biệt tôn giáo, ông quyết đưa cả gia quyến về thánh địa sinh sống tại Long Thời. Ông được Đức Hộ Pháp ban cho phẩm hiền tài. Khi chiến tranh diệt Pháp đến hồi quyết liệt 1953-1954, các chánh khách coi tòa thánh là cái bóng đa lớn cho họ dụng thân. Từ những người khoa bảng như Trần Văn Ân, Trần Văn Quế, Vũ Tam Anh, Phan Khắc Sửu, Chu Văn Bình, Trần Văn Tuyên, Phạm Xuân Thái, Hồ Hán Sơn, vân vân, cho đến những thanh niên trí thức trẻ, họ được đồng hóa và quán quân hàm từ thiếu úy đến đại tá để che mắt chính quyền. Chiến tranh Điện Biên Phủ càng khốc liệt, thanh niên bỏ ngủ, rời quân trường về thánh địa Cao Đài càng ngày càng đông. Họ coi đất thánh địa là bầu vú sữa của mẹ hiền che chở nâng niu họ. Vì lẽ đó, số tín đồ tăng lên đột ngột, năm 1953 chỉ 1,5 triệu người, đến năm 1964 tăng lên 2,5 triệu người. Trong giai đoạn này có 3 sự kiện cơ bản nổi lên. Thứ nhất, Đức Phạm Hộ Pháp chỉ định lễ sanh Ngọc Ba Thanh, tức Quả Đồ Viên Trương Văn Ba, thiết lập bản đồ phóng đường chia lô dùng thánh địa. Tất cả các cơ sở đạo xây dựng hiện nay là do Quả Đồ tiền định của Đức Hộ Pháp trong thời kỳ này, bao gồm cả chợ Bát Quái, Long Hoa. Thứ hai là chỉnh trang tô điểm lại đền thánh làm ngôi thờ kiểu mẫu cho toàn sanh chúng chiêm ngưỡng. Cuộc lễ khánh thành tòa thánh kéo dài trong 10 ngày từ 29 tháng 1 đến 8 tháng 2 1955, quan khách đến dự gồm đủ các ngoại giao đoàn, các tôn giáo bạn, số tín đồ từ các tỉnh về dự lễ đến 1 triệu lượt người và số người đến xem lễ và quan sát non 1 triệu người. Lễ khánh thành đã phô trương thanh thế của đạo Cao Đài trên bình diện quốc tế. Thứ ba là việc quốc gia hóa quân đội Cao Đài 1955. Kế đó, Ngô Đình Diệm ra lệnh cho tướng Nguyễn Thành Phương lập ban thanh trừng giam lỏng ngài Phạm Công Tắc tại Hộ Pháp Đường từ 20 tháng 8 Ất Mùi đến 5 tháng 1 Bính Thân và khủng bố những trí thức còn trung thành với đạo phải rời bỏ thánh địa. Vì quá đau lòng cảnh đồng đạo tương tàn, ngài làm chuyến đi lịch sử sang Campuchia, tiếp đến là chiến dịch Trương Tấn Bửu. Mục đích của Ngô Đình Diệm là diệt hết những phong trào ủng hộ Đức Hộ Pháp. Ngày 28 tháng 2, 1956, thỏa ước Bính Thân ra đời, tách hẳn đạo Cao Đài ra khỏi chính trị. Mọi sinh hoạt hầu như tê liệt. Các thân hữu Cao Đài im vắng, không ai dám lên tiếng. Đợi đến khi chính quyền Ngô Đình Diệm bị lật đổ, các báo mới khơi lại chuyện cũ. Ngô Đình Diệm ra lệnh triệt hạ Quả Càn Khôn. Sài Gòn Thời Báo số 3 ra ngày 21 tháng 11 1963. Âm mưu của Diệm để đàn áp đạo Cao Đài, báo Buổi Sáng số 1555 ra ngày 20 tháng 11 1963. Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc với những thăng trầm của lịch sử, Hòa Bình số 127 ra ngày 21 tháng 2 1967. Lý do ông Cao Hoài Sang thay thế ông Phạm Công Tắc, báo Mới số 498 ra ngày 19 tháng 11 1963. Giai đoạn 1956 đến 1975. Sau khi Mặt trận Giải phóng miền Nam thành lập 20 tháng 12 1960, ở trong rừng phía Bắc Tây Ninh và diệt đại tá Huỳnh Thăng Mừng, Cao Đài ly khai, gia nhập quân đội giải phóng
thì cao đài Tây Ninh được chính quyền Sài Gòn quan tâm đặc biệt. Hội thánh bị thúc phược phải phong cho cựu tướng lãnh Nguyễn Văn Thành chức tổng thanh tra chính trị đạo, ngoài quy định của tân luật pháp chánh truyền để coi sóc người tu hành ngoài lẽ đạo. Đến khi chính quyền Ngô Đình Diệm sụp đổ năm 1963, thì đạo cao đài được phát thanh trên hệ thống A của đài phát thanh Sài Gòn. Nhờ đó, thân hữu, bầu bạn, đồng đạo khắp nơi nghe được tiếng nói của Tòa Thánh Tây Ninh, người ta lại bắt đầu hành hương và du ngoạn về thánh địa tấp nập mỗi ngày một đông. Khắp năm châu, không châu nào là không có người đến để tham quan hay làm giáo trình giảng dạy như giáo sư người Anh với những loạt bài rất hay. Và ông Ikapten viết quyển Le Biritimer, thần linh học, trong đó từ trang 78 đến 73 viết về Lơ Cao Đài, nhà xuất bản Cơ Sơ Sơ Paris 1959, 125 trang. Arsot viết Lê Cao Đài Mi, đăng trong Messager Extreme Orient năm thứ 2 1972, số 6 trang 419 đến 430. Nguyễn Trần Quân viết về lịch sử một phái đạo ở Việt Nam. Bernardine viết luận án tiến sĩ đệ tam cấp. Cô Vermeer ở Hoa Kỳ cũng đến tòa thánh tìm tài liệu viết luận án về đạo Cao Đài. Giáo sư Lê Trung Thành, 62 Tây Đức, viết thơ cho tôi đề ngày 17 tháng 7 1971 có câu: tài liệu của Trần tiên sinh rất cần cho Đại học Cao Đài và cho tôi, xin giáo sư gửi trước cho tôi một bản đánh máy để tôi học thêm và viết luận án. Nếu được nhiều tài liệu, tôi sẽ lấy thạc sĩ về tư tưởng Cao Đài. Tôi mừng lắm vì Viện Đại học Cao Đài được thành lập. Cao Đài giáo là kết tinh mọi tôn giáo và triết thuyết. Như vậy, có mấy ngàn đại học cũng chưa đủ để khai thác và xây dựng sự kết tinh của nhân loại và của lịch sử kia. Trong nước, các linh mục, các thượng tọa, các nhà trí thức đến tòa thánh tìm hiểu và viết những bài nhận định về đạo Cao Đài. Giáo sư Nguyễn Đăng Thục với các bài Cao Đài giáo dưới ý thức hệ dân tộc đăng trên báo Nhân Sinh số đặc biệt 1964. Giáo sư Nguyễn Lương Hưng viết dài nhận định về Cao Đài giáo Sài Gòn Đại Đạo Nguyệt Sang số 3 1964. Nhà báo Nguyễn Trung Ngôn với bài vía Đức Hộ Pháp Sài Gòn tờ Tiếng Việt số 147 1969. Trên đây chỉ lược kê một số sách, một số luận văn tiêu biểu. Dưới đây cũng xin ghi lại đại để những phái đoàn, những nhân vật quan trọng trong và ngoài nước đến thăm viếng và tìm hiểu về đạo Cao Đài dựa theo tờ thông tin của cơ quan phát thanh và phổ thông giáo lý Cao Đài. Ngày 31 tháng 10 1970, phái đoàn y tế quốc tế gồm 12 nước có 60 vị vừa bác sĩ, kỹ sư và chuyên viên đến viếng tòa thánh. Ngày 9 tháng 1 1971, nghị sĩ Quỳnh Văn Cao, phó chủ tịch thượng viện, và ông Trần Quốc Bửu, chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cùng phái đoàn viếng hội thánh Cao Đài gồm có nghị sĩ Đặng Văn Xuân, báo Kính Luận, nghị sĩ Lê Phước Sang, đạo Hòa Hảo, bà Trần Ngọc Oanh, phó chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam và nhiều nhân sĩ khác. Ngày 10 tháng 1 1971, ông Jacques Paulin, Tổng lãnh sự Pháp tại Sài Gòn và phái đoàn viếng thăm tòa thánh. Ngày 11 tháng 1 1971, ông Quốc Vụ Khanh Phan Quang Đáng và phái đoàn đến giáo tông đường diện kiến ngài đầu sư. Ngày 10 tháng 2 1971, Trung tướng Sam Nanakot thuộc quân lực Hoàng gia Thái Lan cùng đại tá Khatia người Philippines và phái đoàn viếng đền thánh. Ngày 12 tháng 2 1971, đại sứ Úc tại Sài Gòn và phái đoàn 10 người quan sát lễ ngọ trưa. Cùng ngày, nhà ngoại giao người Mỹ và phái đoàn được ông Lê Thiện Lộc hướng dẫn đến giáo tông đường thăm các vị thời quân.
Ngày 21 tháng 2, 1971, ba phái đoàn Phật giáo viếng tòa thánh là một phái đoàn giáo hội Phật giáo Thiên Thai Giáo Quán Tôn gồm 350 vị trụ sở tại chùa Pháp Hội Sài Gòn. Hai phái đoàn Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Tỉnh gồm 150 vị thuộc Pháp Dân Tự. Ba phái đoàn Phật giáo Long Dân Tự gồm 150 vị quận 8 Sài Gòn. Ba phái đoàn đều có mang lễ phẩm và cúng tiền hành hương. Ngày 24 tháng 3, 1971, chuẩn tướng quân lực Mỹ và phu nhân cùng phái đoàn đến viếng đền thánh. Ngày 30 tháng 5, 1971, phái đoàn tu sĩ Công giáo Tân Tây Lan viếng tòa thánh gồm tu sĩ trưởng giáo hội, tu sĩ trưởng lão giáo hội, tu sĩ giáo sư đại học, đệ nhất tham dự tòa đại sứ Tân Tây Lan tại Sài Gòn đến viếng đền thánh. Dưới thời Đức Cao Thượng Sanh và Ngài Hiến Pháp, ta thấy ba sự kiện nổi bật sau đây. Thứ nhất, vào tháng 7, 1965, Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa ban hành tư cách pháp nhân cho Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Đến ngày 19 tháng 8, 1966, Chủ tịch Ủy ban hành pháp ký nghị định số 1500-ND-CN cấp không cho đạo 2.355 ha đất thuộc 4 khu rừng 55, 56, 176 và 316. Thứ hai, Đức Ngài cho phép Ban Thế Đạo đưa người ra tranh cử hội đồng tỉnh tại 4 quận trong tỉnh Tây Ninh, tỉnh Hậu Nghĩa, tỉnh An Giang, tất cả đều trúng cử dễ dàng. Thứ ba, Ngài Hiến Pháp Trương Hữu Đức theo di ngôn của Đức Hộ Pháp hoàn tất việc xây dựng Đại học Cao Đài và đã cấp các bằng kỹ sư cử nhân cho các sinh viên. Giai đoạn 1971 đến 1975, Ngài Hiến Pháp tiếp tục cho xây dựng các thánh thất và điện thờ Phật mẫu ở địa phương, nhất là cho kỷ niệm hai ngày lễ lớn Đại lễ Vía Đức Chí Tôn và lễ hội yến Diêu Trì Cung thật trọng thể. Ngày 13 tháng 6, 1971, phái đoàn Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và phu nhân dự lễ tấn phong quyền chưởng quản Hiệp Thiên Đài Trương Hữu Đức, ngoài ra còn có các quan khác như Phó Thủ tướng Nguyễn Lưu Diên, Chủ tịch Hạ Nghị viện, hai vị Quốc vụ Khanh Mai Thọ Truyền và Phan Quang Đán, Tổng trưởng Quốc phòng Nguyên Văn Dĩ, Tổng trưởng Thông tin Trương Bưu Điện, Giám mục Trần Thanh Khâm đại diện Đức Tổng giáo mục Sài Gòn Nguyễn Văn Bình, Thượng tọa Thích Pháp Siêu đại diện Tổng giáo hội Phật giáo Việt Nam, tu sĩ Huỳnh Văn Nhiệm đại diện Phật giáo Hòa Hảo, Bộ trưởng Phủ Thủ tướng Nguyễn Văn Giàng, nguyên tỉnh trưởng Tây Ninh, đại diện Thông tin Hoa Kỳ, Hội đồng trị sự Nguyễn Phước Tộc ở Huế gồm Bửu Oai Phó Chủ tịch Tôn Thất Liệu Tổng Thư ký, Bửu Cao Phó Chủ tịch Tương Tế. Vào ngày 1 tháng 8, 1971, Phái đoàn Thương mại Nhật Bản do ông Kajima hướng dẫn viếng tòa thánh và tặng quà cho trẻ em ở cô nhi viện. Ngày 1 tháng 8, 1971, phái đoàn giáo sư Nhật Bổn viếng tòa thánh, trưởng đoàn là giáo sư Hito Marakawa, giám đốc viện bảo tàng Tori Sankokan. Ngày 6 tháng 10, 1971, phái đoàn quân lực Hoa Kỳ do chuẩn tướng Paul Wickham đến thăm tòa thánh. Ngày 8 tháng 10, 1971, ông Giang Suyo, đại sứ Đại Hàn, và ông Quốc Lên, đại sứ Úc tại Sài Gòn và phái đoàn viếng tòa thánh và dự lễ ngọ thời. Ngày 7 tháng 12, 1971, ông Thorpe, giám đốc cơ quan cứu trợ Khe tại Việt Nam và phái đoàn đã đến viếng tòa thánh Tây Ninh bàn việc cứu trợ. Ngày 20 tháng 12, 1971, Viện Đại học Cao Đài tổ chức kỳ thi tuyển vào năm thứ nhất, niên khóa 1971-1972, có 412 dự thi và 367 sinh viên trúng tuyển. Ngày 25 tháng 12, 1971, phái đoàn đệ nhất tham dự tòa đại sứ Tây Đức tại Sài Gòn viếng tòa thánh. Đặc biệt, phi cơ của phái đoàn đáp xuống sân vận động nội ô tòa thánh. Đến 12 giờ, phái đoàn quán dự cúng ngọ đại đàn kỷ niệm đản sanh Đức Giêsu Christ. Ngày 7 tháng 1, 1972, phái đoàn đại sứ Úc viếng tòa thánh gồm các ông Mokri, đại sứ Úc, ông Jagvani, nhà vật lý Hoa Kỳ, phái đoàn còn đến thăm Trí Giác Cung, Trí Huệ Cung.
ngày 1 tháng 3 1972, đại hội đầu tiên của Hội Thánh Cửu Trùng Đài tại hành đường gồm 480 nam, 132 nữ, cộng chung 612 vị. Hội kiểm điểm việc làm trong năm qua và hoạch định chương trình sắp tới để bảo thủ chương truyền luật pháp. Ngày 14 tháng 3 1973, Tamitsu Fujinomiya, đại diện của Hinomoto, gửi cho tòa thánh bức thư có đoạn viết: vào ngày 13 tháng 12 1972, tôi có tiếp nhận một mặc khải thiêng liêng ở núi Phú Sĩ dạy rằng có một thánh địa vĩ đại ở Việt Nam. Ta đã chuẩn bị nó cho ngày hôm nay. Con hãy đi tìm và liên lạc chặt chẽ với thánh địa ấy. Vì thế khi viếng Việt Nam, tôi nhận thấy rằng thánh ý đã thực hiện quy hoàng tại thánh địa Cao Đài. Ngày 29 tháng 3 1972, phái đoàn nữ bá tước chủ tịch hội Hồng Thập Tự Quốc tế viếng tòa thánh và cô nhi viện của đạo. Ngày 21 tháng 5 1972, lễ tấn phong hiện tại ban thế đạo khóa 4 gồm 162 vị. Buổi chiều đại hội bầu cử ban quản nhiệm trung ương. Ngày 1 tháng 9 1972, phái đoàn Thiên Lý Giáo Nhật do ông Sơn Hải Lý Nhất làm trưởng đoàn hướng dẫn 8 người về viếng tòa thánh để tìm hiểu đạo Cao Đài. Hội thánh tặng cho phái đoàn kinh lễ và tân luật pháp chánh truyền. Ngày 1 tháng 1 11 1972, nhân ngày quốc khánh, hội thánh thiết lễ cúng tiểu đàn tại đền thánh cầu cho quốc thái dân an. Ngày 31 tháng 12 1972, đại hội chi phái tại hội thánh gồm các phái đoàn Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài Chiếu Minh, Hội Thánh Tiền Giang, Cơ quan Phổ Thông Giáo Lý, Minh Chân Lý, Cao Đài Thống Nhất, Cao Đài Thượng Đế, Cao Đài Cứu Thế, Cao Đài Trung Ương Trung Việt, Bàn Việc Thống Nhất Nền Đạo. 19 tháng 9 1997, ông đại sứ Indonesia tại Sài Gòn hướng dẫn phái đoàn cao cấp Nam Dương gồm 16 người về thánh địa dự đại lễ hội yến Diêu Trì Cung cúng Phật Mẫu. Hội thánh cũng tặng kinh điển cho phái đoàn. Ta hãy nghe cảm tưởng chân thành của ông Mark Linstadt, chuyên gia liên hợp dược phẩm của tòa đại sứ Pháp ở Nam Giang, viết trong sổ lưu niệm đặt tại tòa thánh khi ông đến viếng thăm: xin vui lòng cho phép tôi viết trong quyển sổ viếng thăm này tất cả điều gì tôi nghĩ và thấy sau khi viếng thăm tòa thánh. 1. Tôi thấy hàng chữ lớn đập vào mắt tôi như bí pháp của học thuyết Cao Đài: thiên thượng và thiên hạ, bác ái và công bình, đã được phơi bày trước mặt mọi người ngay trong thềm bước vào đền thánh. Đó là lời kêu gọi quyết liệt mà Thượng Đế gửi đến các con ngài ở vào thời kỳ Đại Ân Xá lần thứ ba này. Đó là hòa ước lần thứ ba ký giữa Thượng Đế và nhân loại, đã đem bác ái và công bình đặt trên quả địa cầu này. 2. Tôi thấy ông già vĩnh cửu ngự trong bửu điện dạy chúng ta đạt phép sinh tồn. Tôi thấy ngài không bằng mắt mà bằng đức tin. Ngài ngự ở đó, nhưng con người tự cao tự đại sẽ không hề thấy được ngài. 3. Tôi nghe ngài dạy, con người Thượng Đế đã tạo ra con y như hình thể của người và giống người để con tìm cách về người. Trước khi vào viếng thầy, con hãy ăn hai trái cây này, bác ái và công bình, đã phơi bày trước mắt con. Nếu ăn được hai trái cây đó, con sẽ trở thành chân nhân, mà nhờ từ chân nhân ấy, con sẽ thành thầy. Đó là điều đơn giản, tuy rất khó làm. Nếu con không có khả năng làm, thì hãy ôm chặt thầy, thì thầy sẽ giúp con. Ai sống trong tình thương sẽ sống trong Thượng Đế. Chính nhờ thế mà con đến với thầy, chính nhờ đó mà thầy đến với con. Hỡi các con thân yêu, các con hãy nếm hai trái cây ấy đi, ăn say mê, càng ăn được nhiều, thì thiên đàng tại thế sẽ hiện lên trước mặt các con. Ngày mà các con trở về với thầy chỉ còn một bước mà thôi. Bạch đại từ phụ, con xin dâng hiến tất cả hình hài của con cho thầy.
để đền đáp lại những gì mà Thầy đã ban cho con. Bạch Đức Chí Tôn, nếu phải cảm ơn Thầy, thì con không thể nói cạn lời được. Bao nhiêu tình thương mà con dâng lên Thầy, con vẫn chưa vừa lòng. Quả là tình thương ấy còn tầm thường và phàm tục. Tóm lại, đạo cao đài dưới mắt người đời biến thiên qua mọi thời đại. Tiên khởi, người ta có đôi mắt nghi ngờ, có kẻ chế nhạo cái án cao đài. Họ cho việc tập hợp các tôn giáo cùng là một thiên bàng là không tưởng khó làm được. Một nhân sĩ bất bình cải án cao đài, giải rõ những điều mà người ta xuyên tạc. Nhờ đó, người ta bước sang thời kỳ tìm hiểu đạo cao đài. Ngay cả chính quyền Pháp không còn hiểu lầm đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ là đạo lớn cứu vớt ba kỳ Bắc Trung Nam nữa. Một linh mục phải thốt lên đạo cao đài là một mảnh vỡ của nền văn hóa truyền thống Việt Nam. Dần dần, người ta thấy rằng đạo cao đài phù hợp với xu thế chung của thời đại là không kỳ thị tôn giáo, không kỳ thị chủng tộc, vì lý tưởng cuối cùng của đạo cao đài là đại đồng huynh đệ thế giới, coi mọi sắc tộc có cùng chung một gốc, coi các lãnh tụ tôn giáo đều do một đấng duy nhất tạo thành. Như thế, uy tín đạo cao đài mỗi ngày mới được nâng lên trên đường quốc tế. Thêm vào đó, vào nửa đầu thế kỷ 20, đạo cao đài đã khai mở tại Tây Ninh, là một biến cố quan trọng trong xã hội và lịch sử Việt Nam. Sự hiện diện của đạo cao đài rất phù hợp với thiên thời địa lợi nhân hòa. Thiên thời, nhờ Đức Chí Tôn khai sáng mối đạo trời, nói riêng bản địa Tây Ninh có đủ tam giáo để đạo quy nguyên. Trước khi đạo khai, đất Tây Ninh đã có sự hiện diện của đạo Bà La Môn. Các nhà khảo cổ khai quật ở Cổ Lâm Tự tìm thấy tượng đá của thần Vishnu, chỗ khác linh vật Linga. Đạo Phật là núi Bà Linh Sơn Thánh Mẫu, miếu Bà Cửu Thiên Quyền Nữ tại chợ Tỉnh Lỵ, miếu Quan Thánh, miếu Ngũ Hành Đạo Tiên ở đường Trần Hưng Đạo, chùa Chàm Hồi Giáo ở xóm Đông Tác, nhà thờ Thiên Chúa Giáo ở Tha La Trảng Bàng. Đất Tây Ninh đã có đủ mặt trang tuyên ngữ của đạo cao đài tam giáo quy nguyên ngũ chi phục nhất. Địa lợi, Tây Ninh ở sát biên giới Tây Nam, giáp giới Campuchia, thời Pháp thuộc Việt Campuchia, Lào, nằm trong khối Liên Hiệp Pháp, nên biên giới qua lại dễ dàng, không cần xin phép. Nhờ đó mà người Khmer qua thánh thất Từ Lâm ở Gò Kén cầu đạo rất đông. Đó là tiền đề để lập hội thánh ngoại giáo ở Đông Pên trong năm sau. Mặt khác, đất lành chim đậu, người ta tìm thấy loài chim di trú xếu đầu đỏ hồng lạc ở Lò Gò, sa mát. Trong bát quái cao đài, khi quẻ càng di chuyển chồng lên quẻ khôn, đạo thời quả càng khôn, từ quẻ tốn cũng di chuyển chồng lên quẻ cấn mà sinh ra quẻ tiệm, biểu tượng là chim xếu đầu đỏ. Như thế, đạo nhờ càng khôn sinh ra tiệm, tức con người đứng giữa trời đất. Trong kinh dịch, Đại Tượng truyện cho rằng quẻ tiệm nói về con người, người quân tử nên theo quẻ tiệm này mà tu thân, tiến đến cho được người hiền, rồi thành bậc thánh để cải thiện phong tục cho dân. Trong kinh dịch, 64 quẻ chỉ có 2 quẻ tượng trưng cho linh thú, đó là quẻ càng 1/64 biểu tượng con rồng và quẻ tiệm 53/64 biểu tượng chim xếu mồng đỏ. Chỉ về con người, nhà nghiên cứu Nguyễn Hiến Lê cho rằng trong 64 quẻ không có quẻ nào cho ta thấy có cảm tưởng nhẹ nhàng khoan khoái như quẻ này. Thật là phối phối cùng cánh chim hồng lạc bay bổng tuyệt vời. Thêm vào đó, Viện Bảo tàng Vĩnh Long khai quật được con lân mã ở Dũng Liêm. Người ta bảo ở Tòa Thánh Tây Ninh cũng có một con lân mã đồng đen, tức con ngọc kỳ lân, được thay thế múa trong các lễ hội. Nhân hòa,
bản địa Tây Ninh có nhiều dân tộc sinh sống hòa bình, hòa đồng với nhau, kinh chàm qua Khmer Tà Mung Tiên. Ngài đạo khai thêm người lục tỉnh, người Trung, Bắc, họ cất nhà chen chúc bên nhau, trong nghĩa tình cùng nhau một đạo tức một cha. Trên 95% dân số trong tỉnh đều theo đạo Cao Đài. Từ thánh địa Tây Ninh lan tỏa về các tỉnh sang Campuchia, Trung Quốc, Pháp Quốc, Nhật Bản, tiến qua tới Nam và Tây bán cầu, báo chí ngoại quốc phải khen tặng đạo Cao Đài là một tôn giáo phát triển nhanh hơn bất cứ tôn giáo nào có từ trước. Thật vậy, thánh địa Cao Đài là nơi thiên thời đại thịnh, địa lợi trường tồn, nhân hòa vĩnh phúc, bao gồm cả thiên uy, địa linh, nhân kiệt. Thánh địa thập nhị cảnh nói về 12 di tích đạo sử. 1. Tòa thánh Tây Ninh. Tòa thánh Tây Ninh cảnh đẹp thay, cửu trùng bát quái hiệp thiên đài, lá hoa sen nở tường in gấm, rồng hạc đền chầu nóc dợn mây, tiếng chuông bạch ngọc thức trần ai, miền Nam danh thắng đây là một, quyền bí cao siêu mối đạo thầy chân tâm. 2. Đền Phật Mẫu. Thanh loan bóng hiệu dọi cung trung, bửu điện trầm hương phất mấy trùng, tượng cảnh Phật tiên người thế kỉnh, trước bàn đào tửu khách thiên dùng, hướng đài buổi nọ linh quang phủ, diệt đảnh đêm này thoại khí sung, sưng tụng ngâm dần thiều ngọc trỗi, ân lành đức mẹ dưới trang chung huệ phong. 3. Thảo xá hiền cung. Lầu tranh gậy trúc cảnh tu chơn, câu liễn răng đời của bác nương, thảo xá bần cùng nghinh nhập thất, hiền cung phú quý cấm lai môn, tùy nhân ngu muội nâng linh phướng, trạch khách thông minh độ phách hồn, đắc đạo kim tiên ngôi thượng phẩm, hoạt long tu tiếp dẫn cao nhân dân đàn. 4. Từ Lâm ngày ấy. Kìa cảnh Từ Lâm bạn biết không, dòng sông dàm cỏ gió mông lung, đạo khai thuở ấy còn gian tiến, lục tỉnh hân hoan thiết lễ mừng. Năm Bính Dần ngày rằm tháng 10, vàng xanh đỏ trắng biết bao người, vui về chung cội theo tân luật, pháp chánh truyền ban do ý trời. Chùa cũ giờ trơ giữa cánh đồng, khách đi qua đó chạnh niềm thương, ai xua bạn đạo sang chùa mới, tên đổi Thiền Lâm gốc vẫn còn, hiền tài Trần Văn Rạng. 5. Cực lạc cảnh cũ. Cực lạc cảnh nào ai biết chăng, toàn đồ cửa Phật do Bà Lâm, Quan Âm các đó còn di tích, phước đức cù kia mãi tháng năm, chùa nhỏ chơ dơ dùng kỷ niệm, tượng to cúng bái mỗi ngày rằm, mấy tòa sen cũ mùi hương thoảng, khách tục qua đây cuối lặng thầm. Dân đàn. 6. Giáo Tông Đường. Nhân sanh cảm mến mối thâm tình, kỷ niệm tỏ lòng nhớ đại huynh, thánh thể chín năm linh khí phách, tiên cung ngàn thuở hiển chân hình, tỉnh đời điển chuyển cơ màu nhiệm, tiếng đạo lời nương bút diệu linh, gây báo quét tan làng hắc ám, trời Nam mừng thấy cảnh thanh bình. Tố Như. 7. Hộ Pháp Đường. Hộ Pháp Đường xem quạnh quẻ thai, cảnh buồn dây bọc khắp trong ngoài, hoa sầu chủ vắng màu tươi kém, chim nhớ người đi giọng hót lơi, cổng khép quyền cơ then bí đóng, lầu nêm bảo pháp cửa thiên gài,
bâng khuâng tất dạ ngang đường ấy, còn nhớ năm qua giáng đức thầy Huệ Ngàn. 8. Trí huệ nữ thiền. Muốn thân trọng trược đặng tinh anh, tu luyện nhiều năm mới đạt thành trí định thiên lương quy nhất bổn, huệ thông đạo pháp độ quần sanh, phạm công mở cửa vô vi pháp, ngự mã giúp đời tam lập danh, thiên hỷ động nâng người đức hạnh, đoạn trần chiều tiếp bước cha lành. Hiện tại Nguyễn Kim Anh. 9. Trí giác quần hư. Trí giác dành cho bậc thức thời, an bần lạc đạo suốt ngày vui, không ham quyền quý sai mùi đạo, chẳng thích lợi danh gác chuyện đời, thượng thọ dí như luồng mắt chớp, đỉnh chung dường thể bọt bèo trôi, lương thân cửa phạm lòng thanh thản, phản bổn quần nguyên trở lại ngôi. Hoài Bảo Phương. 10. Dạng pháp nam tịnh. Năm nào sư phụ quấn từ chung, đồng đạo lo xây dạng pháp cung, nhuộm áo nâu sồng về cực lạc, cõi dài đen đúa đến huyền khung. Thầy ban danh pháp cho linh đoán, Phật dạy tu chơn dược sắc không, từ ấy đến nay thu mấy đồ, bao người thiền định đã thành công. Hiện tại Lê Phát Lạc. 11. Chợ Long Hoa huyên náo. Giao hảo bán buôn họp trẻ già, đất lành huyên náo chợ Long Hoa. Tám đường tám cửa phô hàng hóa, bốn hướng bốn bên chuộng hiếu hòa. Rừng rú xưa kia sầm quốc ẩn, phố phường nay đã thịnh hành ra. Theo chân tiến bộ văn minh bước, hội nhập thị trường với nước ta. Hưng Quyền. 12. Cực lạc Thái Bình. Gió xa xin gió thổi ghé à, núi gần xin núi bao che nấm mồ. Người về cực lạc hư vô, đánh trần yên giấc ngàn thu vĩnh hằng. Một vùng thành phố dưới trăng, thanh minh thương nhớ viếng thăm bao người. Nén hương trầm cố nhân ơi, hiển linh phò hộ cõi đời an vui. Hiện tại Trần Văn Ô. Hết.